Minh Thư xin mến chào với cô bác, anh chị, các bạn và các em. Bánh canh là một món ăn dân dã quen thuộc. Nhờ sự biến hóa linh hoạt về nguyên liệu và cách làm mà sợi bánh canh cũng chia thành nhiều loại khác nhau. Hôm nay trong video này, Minh Thư xin giới thiệu đến quý cô bác, anh chị và các bạn cách làm sợi bánh canh bột gạo sắt. Sợi bánh canh này có thể dùng để nấu bánh canh hẹ, bánh canh chả cá miền Trung, hoặc là bánh canh giò heo, bánh canh tôm cũng đều rất là ngon. Trong video này, Minh Thư còn chia sẻ công thức và cách làm sợi bánh canh mềm ngon, không bị bể, để được lâu. Thì bánh canh lúc nào là mình làm rồi nấu luôn lúc đó, rất là tiện lợi và nhanh chóng. Giờ thì mọi người hãy cùng vào bếp để cùng với Minh Thư làm sợi bánh canh bột gạo sắt cấp tốc nha. Với công thức làm bột bánh canh ngày hôm nay, Minh Thư dùng là 160g bột gạo và 40g bột năng để cho cái sợi bánh canh của mình vừa mềm mà cũng vừa dai. Rồi thêm vào một chút xíu muối. Giờ thì Minh Thư sẽ trộn bột gạo và bột năng lại. Trộn đều bột lên. Làm bột bánh canh á, Minh Thư thấy làm rất là nhanh luôn, không có lâu. Và Minh Thư cũng không có ủ bột. Giờ Minh Thư đi bắt một cái xô nước và nấu cho sôi lên. Và quý vị chú ý cái phần nước sôi này nhé. Nước sôi á, khi mà nó lên bong bóng lớn như vậy thì quý vị cứ tiếp tục mình đun thêm trong khoảng là 10 đến 20 giây nữa rồi mình mới mang đi lấy trùng bột. Chứ nó mới vừa sôi lên mà mình mang đi lấy trùng bột luôn là bột nó sẽ hỏng. Nước mà không sôi đủ nhiệt độ thì mình sẽ không có lấy trùng bột để làm bột bánh canh được. Cho nên là quý vị hãy để cho thật là sôi cho nó kỹ. Rồi mình cho nhanh chóng 150ml nước sôi vào trong bột. Và lúc mà Minh Thư cho vào thì quý cô chú anh chị thấy là bột nó có những cái phần trong nè. Có nghĩa là mình đã lấy trùng bột được rồi đó. Thì bây giờ Minh Thư sẽ dùng một cái đũa, Minh Thư trộn đều bột lên. Lúc này bột rất là nóng, mình trộn bằng tay không có được, cho nên là dùng một cái đũa đó, Minh Thư sẽ trộn lên. Lượng nước trộn bột ở các lần trước đây của Minh Thư dao động từ 150 cho đến 200ml. Lượng nước nhiều hay ít tùy thuộc vào bột của mình mới hay là cũ. Bột mà mới thì lượng nước nó sẽ ít hơn, còn bột cũ thì cần phải nhiều nước hơn. Ở đây Minh Thư thấy bột quá khô, không có nhồi được thì Minh Thư sẽ cho thêm một chút xíu nước nóng vào. Minh Thư cho 50ml còn lại đó, Minh Thư chia từ từ, cho từ từ vào. Lần đầu tiên thì Minh Thư sẽ cho 20ml vào rồi trộn bột lên, coi thử là đạt chưa. Nếu mà bột đạt rồi thì thôi, còn chưa đạt thì Minh Thư mới cho tiếp cái phần nước vào. Và lúc này chỉ cần dùng nước nóng thôi, không cần dùng nước sôi sùng sục như lúc ban đầu mình lấy trùng bột nhé. Rồi Minh Thư sẽ đeo bao tay vào, Minh Thư bóp nhồi coi thử là cái phần bột của mình đã đạt dẻo thành khối chưa. Chứ mình mà cho một lượng nước nhiều vào đó, mình làm luôn một lần thì bột nó sẽ nhão, nó dính tay và mình không có nhồi được đâu. Và Minh Thư là bột cũng còn rất là nóng, nhưng mà Minh Thư cứ trộn nhẹ nhàng. Trộn nhẹ, mình bóp nhẹ xem thử là cái phần bột của mình đó, nó đã quện thành khối và nó dẻo chưa. Nếu mà nó dẻo thành khối mình nhồi được đó thì Minh Thư sẽ nhồi chứ Minh Thư không có thêm nước vào nữa nhé. Vậy là tổng cộng từ lúc đầu bây giờ là Minh Thư đã cho 170ml nước rồi. Đó, bóp một chút xíu là phần bột của mình nó sẽ mềm ra và nó nhão ra. Cho nên là quý vị làm bột bánh canh mình chú ý cẩn thận ở công đoạn này chút xíu. Đó, Minh Thư bóp một chút xíu là cái phần bột nó dẻo giống vậy rồi. Để mà cái phần bột của mình ít dính tay hơn đó thì Minh Thư sẽ cho thêm khoảng là 5 đến 10ml dầu ăn vào nữa. Rồi bắt đầu là Minh Thư nhào nhào bột một chút xíu như vậy là bột nó dẻo thành khối luôn. Bây giờ thì Minh Thư sẽ nhồi cái khối bột này trong vòng 5 phút. Rồi quý vị nhồi bột mà càng lâu càng kỹ thì bột bánh canh của mình nó sẽ càng ngon. Mình có thời gian thì mình nhồi kỹ hơn một chút, còn nếu không có thì mình nhồi từ 5 đến 10 phút là cũng được rồi. Mình thư nhồi một chút xíu là cái khối bột của mình nó sẽ dẻo mịn như vậy. Nhồi được 5 phút là cái khối bột của Minh Thư nó dẻo chắc và nhắn vào thì nó không có dính tay nữa là được. Bây giờ Minh Thư mang cái khối bột này đi, mình chia thành từng cái khúc bột nhỏ nhỏ hơn. Từng cái cục bột này thì Minh Thư sẽ mang đi, Minh Thư cán ra cho nó thành một cái miếng bánh canh dài dài, to to, rồi mình sẽ cắt thành những cái sợi bánh canh nhỏ hơn. Thì Minh Thư cùng làm, quý vị mình cùng xem nhé.
Độ dài và độ dày mỏng của bánh canh tùy thuộc vào sở thích của mình nhé quý vị. Mình mà thích cọng bánh canh nó dài thì mình cán cho cái miếng bột mình nó dài và cán cho miếng bột mình nó to ra một chút để mình sắt cho nó được nhanh hơn cũng được. Còn ở đây thì Minh Thư làm ở nhà làm ăn ít thôi, cho nên là Minh Thư cán cho cái bột bánh canh nó hơi dài một chút xíu và cái miếng bột nó hơi nhỏ nhỏ như vậy là được rồi. Sau đó là phủ lên trên một lớp bột năng để cho những cái miếng bánh canh của mình nó không có dính vào với nhau đó. Bột bánh canh ở quê Minh Thư đó, nếu mà đúng chuẩn là bột bánh canh thì nó mềm lắm quý vị, nó không có dai đâu. Nhưng mà sau này thì bột bánh canh Minh Thư thấy là thêm bột năng vào thì sợi bánh canh nó dai ngon hơn. Minh Thư thì ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, một cái huyện mà sát bên Phú Yên luôn. Bột bánh canh thì người ta chỉ làm bằng bột gạo thôi. Bột gạo xay ra rồi người ta bồng cho hết nước và sau đó mang đi cán thành từng cái bột rồi mình sắt thôi. Nhưng mà sau này Minh Thư đi học xa quê không có tìm được cái sợi bánh canh quê hương đâu quý vị. Sau đó thì Minh Thư tự mày mò nghiên cứu, tìm hiểu cái cách làm bánh canh đó rồi Minh Thư làm. Và Minh Thư cũng thử là trộn bột năng vào, thấy là cái sợi bột nó dai hơn và nó nấu nó không có bị bể rục á. Cho nên là Minh Thư thấy cái công thức này ngon nè, Minh Thư chia sẻ đến quý vị. Nếu mà quý vị mình thích là cái bột bánh canh của mình dùng bột gạo hoàn toàn thì mình cứ dùng bột gạo hoàn toàn. Còn nếu mà muốn cho sợi bánh canh của mình nó được mềm nhưng mà nó vẫn dai dai một chút xíu thì mình cho thêm một chút bột năng vào. Sau khi cán bột thành từng miếng mỏng rồi thì Minh Thư sẽ chồng những cái miếng bột lên với nhau, cắt cho những cái mí nó được bằng để cho sợi bánh canh của mình nó ra đẹp hơn. Rồi sau đó là Minh Thư dùng một cái dao đó, Minh Thư xắn một lần xuống thành từng cái dải bột dài dài ra cho nó nhanh. Quý vị mình làm ở nhà mình cũng có thể là mình trải từng miếng bột ra rồi mình sắt cũng được. Còn nếu mà mình chồng lên như vậy á, mỗi lần mà mình cắt cái sợi bánh canh á, cắt cho cẩn thận một chút. Cái độ to nhỏ của sợi bánh canh cũng tùy thuộc vào ý thích của mình luôn. Minh Thư thì thích ăn cái cọng bánh canh nó nhỏ nhỏ thôi, cho nên là Minh Thư sắt cho nó mỏng và nó nhỏ lắm quý vị. Sắt sợi bánh canh ra xong á, thì mình phải tước ra thành từng sợi như vậy, chứ cọng bánh canh của mình nó sẽ dính lại với nhau. Tước ra rồi mình phủ một lớp bột năng nhẹ nhẹ lên trên để cho những cái sợi bánh canh của mình nó không có bị dính vào nhau đó. Rất là cẩn thận, Minh Thư sẽ sắt thành từng cái sợi bánh canh nhỏ nhỏ mỏng mỏng. Cắt sợi bánh canh nhỏ nhỏ mỏng mỏng thì nó lâu, chứ còn mình cắt cái sợi bánh canh mà lớn một chút thì nó nhanh lắm quý vị. Bột bánh canh này thì nó sẽ hơi dính dao nha quý vị. Phủ một lớp bột khô lên dao để mình cắt cho được dễ hơn đó. Sau 5 phút là Minh Thư đã cắt xong cái cọng bánh canh rồi. Rất là đơn giản phải không quý vị? Xong thì bánh canh nó sẽ thành từng cái sợi mỏng mỏng nhỏ nhỏ như vậy nè. Giờ Minh Thư sẽ rải ra một cái rổ. Và lúc mà cho cái phần bánh canh vào rổ đó thì Minh Thư sẽ đánh tơi cái phần bánh canh ra thành từng cọng rồi cho xen kẽ vào với nhau. Mình xếp giống như là cái rá đó. Thì để cho bánh canh tí nữa Minh Thư luộc nó sẽ không có bị dính vào với nhau. Cứ rải như vậy cho hết bánh canh. Như vậy là xong rồi quý vị. 200g bánh canh là được bao nhiêu đây? Rồi Minh Thư sẽ bắt một cái xoong nước thật là sôi. Chờ nước thật là sôi thì mình mới cho cái sợi bánh canh vào luộc nhé. Rồi Minh Thư cho hết cái phần bánh canh vào Minh Thư luộc. Cho vào thì cũng không có cho hết một rổ một lần luôn. Cứ rải từ từ từng cọng như vậy. Khi mà luộc sợi bánh canh với cái lượng bánh canh như vậy á, Minh Thư thấy là nên cho nhiều nước một chút. Thì cái sợi bánh canh khi mình cho vô á, là nó sẽ rời, nó không có bị dính chùm với nhau. Và cái sợi bánh canh của mình nó cũng được chín nhanh hơn đó. Mới cho vô thì sợi bánh canh nó sẽ chìm xuống dưới, nhưng mà rất là nhanh chóng, khoảng 1-2 phút là sợi bánh canh nó nổi lên trên hết rồi. Có nghĩa là sợi bánh canh mình nó chín đó quý vị. Nhanh lắm, khoảng 1-2 phút thôi chứ không có nấu lâu. Quý vị mà nấu lâu á, sợi bánh canh của mình nó sẽ rụt mềm luôn đó. Rồi sau khoảng là 1-2 phút khi mà tất cả những sợi bánh canh đã nổi lên trên và nó lên bọt như vậy á, là bánh canh nó đã chín rồi, Minh Thư vớt ra. Rất là nhanh luôn. Rồi vớt ra thì Minh Thư sẽ cho vào một cái thau nước lạnh để mình ngâm nha. Để cho cái sợi bánh canh của mình nó nguội đó. Chứ còn mình để ở ngoài nó nóng á, thì sợi bánh canh của mình nó vẫn bị mềm rụt. Cho ra thau nước lạnh thì bánh canh của mình nó sẽ được làm nguội ngay tức thì và những sợi bánh canh nó sẽ rời ra không có còn dính vào nhau nữa. Vớt xong thì Minh Thư sẽ đem xả lại cái chỗ bánh canh này 2-3 lần với nước cho
cho đến khi mà thấy nước nó trong là Minh Thư sẽ vớt bánh canh cho ra một cái rổ cho ráo. Để như vậy thì mình sẽ bảo quản bánh canh được lâu đó quý vị. Giờ thì mang sợi bánh canh đi sử dụng thôi. Rất là nhanh chóng, chỉ với 15 phút đó là Minh Thư đã làm xong được cái chỗ bánh canh này rồi. Bánh canh này có thể đem bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tuần, hoặc là để trên ngăn đông đá đó thì mình sử dụng được 1 tháng luôn. Khi nào mình dùng đó thì mình chỉ cần lấy ra, xả qua với lại nước lạnh rồi mình mang đi nấu thôi là được. Với công thức và cách làm sợi bánh canh như vậy, rất là tiện lợi và nhanh chóng luôn. Thì lúc nào là mình làm ngay lúc đó, quý vị có thể cấp tốc làm ngay ra được một mẻ sợi bánh canh để mình mang đi sử dụng rồi. Sợi bánh canh được làm theo công thức này thì sẽ mềm nhưng mà vẫn có độ dai dai, dai nhẹ thôi chứ cũng không có nhiều, nhưng mà đủ làm cho sợi bánh canh của mình dẻo dai và không có bị bể nát khi mà mình nấu bánh canh. Bánh canh bột gạo sắt có thể đem nấu thành bánh canh hẹ, bánh canh tôm, bánh canh chả cá, bánh canh giò heo, vân vân đều rất là ngon, hoặc là đem nấu thành những món bánh canh chay thì vô cùng tuyệt vời. Bây giờ với cái sợi bánh canh này, Minh Thư sẽ mang đi nấu món bánh canh hẹ chay và Minh Thư cũng sẽ chia sẻ đến quý vị. Xin mời quý vị hãy cùng đón xem trong tập tiếp theo nhé. Minh Thư xin chúc quý vị thực hiện thành công sợi bánh canh bột gạo sắt này và thật là ngon miệng với món bánh canh của mình nha. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.